Mình Đặng Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 16 tháng 8 năm 2022 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 19 tháng 7 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Tân Sửu, tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Cao Trần. Về ngũ hành niên mệnh Bích Thượng Thổ ngày Tân Sửu tức chi sinh can, nghĩa là thổ sinh cho kim và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm Bích Thượng Thổ Kỷ Tuổi Ất Mùi Đinh Mùi ngày thuộc hành thổ khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi Đinh Mùi Quý Hợi thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày Sửu lục hợp với Tý, tam hợp với Tỵ và Dậu thành kim cục, xung với Mùi hại Tuất, hại Ngọ phá Thìn và tuyệt Mùi. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Quý Mùi, Đinh Mùi, Ất Dậu, Ất Mão, tuổi xung trong tháng, tuổi Canh Dần, Giáp Dần. Và các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Quý, tốt mọi việc, sao Mậu Thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao Minh Đường Hoàng Đạo, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thụ Tử, xấu mọi việc, trừ săn bắt, sao Ngũ Quỷ, kỵ về xuất hành, sao Sát Chủ, xấu mọi việc, sao Tứ Thời, cô quả, kỵ về an táng. Và đặc biệt, ngày 16 tháng 8 năm 2022, tức là ngày 19 tháng 7 năm Nhâm Dần, ngày này là ngày Sát Chủ, theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc Bách Kỵ, trăm sự đều kỵ, vì vậy không nên làm những công việc trọng đại, bất kể là đối với tuổi nào. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Nam, tài thần hướng Tây Nam. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ 3 ngày 16 tháng 8 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ 3 ngày 16 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy dưới sự nâng đỡ của ngũ hành tam hội trợ mệnh, điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Tý hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao phó, và thậm chí trong ngày hôm nay bạn còn có thể triển khai những công việc quen thuộc theo hướng đi mới và đạt được hiệu suất và chất lượng công việc cao hơn hẳn, khiến cho mọi người phải khâm phục nữa. Với bạn tuổi Tý, bạn hiểu rằng những thử thách xuất hiện cũng chính là thời điểm để cho bạn phát huy thế mạnh của bản thân. Vì vậy, dù có phải giải quyết công việc khó khăn đi chăng nữa, với bạn tuổi Tý cũng không có ý định trốn tránh hay là từ bỏ. Bên cạnh đó, bạn biết rằng xung quanh mình luôn có những người đồng nghiệp sẵn sàng giúp đỡ cho mình nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Điều này nhắc nhở bạn mệnh tuổi Tý rằng trong gia đình bạn đang tồn tại một vài khúc mắc và hai bên cần phải thẳng thắn để trò chuyện, trao đổi với nhau, không nên giữ mọi chuyện ở trong lòng hoặc là cố tình lờ đi những vấn đề mà mình đang gặp phải, khiến cho mâu thuẫn càng ngày càng sâu hơn. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, công việc được thuận lợi, đạt được mục tiêu đã đề ra. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, thông minh, tinh tế, có khả năng gắn kết mọi người. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, có được cơ hội thăng tiến, hãy mạnh dạn để nắm bắt. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, cần phải quyết đoán hơn, trở nên chần chừ, do dự. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, vợ chồng có sự mâu thuẫn nên rõ ràng mọi chuyện với nhau.
Vậy đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 77, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Sửu thứ ba ngày 16 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có tỷ kim gây họa. Điều này sẽ làm cho bạn tuổi Sửu, đặc biệt là những người làm lãnh đạo, dễ gặp phải chuyện đau đầu trong ngày. Bản mệnh tuổi Sửu có thể sẽ phải giải quyết nhiều rắc rối do cấp dưới gây nên. Vì vậy, với bạn tuổi Sửu, bạn cần phải bình tĩnh và có thái độ công tâm, thượng phạt cho rõ ràng, chớ nên hành xử theo cảm xúc nóng giận nhất thời. Trong ngày này, những người làm nhân viên cũng có thể sẽ vướng phải những khúc mắc với bạn bè, đồng nghiệp. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Sửu là bạn không nên vào hùa với bất cứ ai để hãm hại người khác hoặc là kiếm lợi cho bản thân mình. Bởi nếu như làm việc sai trái, bạn sẽ phải chịu hậu quả thích đáng nữa. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Điều này cho thấy với bạn tuổi Sửu cần phải dành nhiều thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn. Đừng có quá bận rộn với công việc mà lơ đi cảm xúc và suy nghĩ của người ấy. Đổ mọi trách nhiệm trong công việc nhà lên đầu của đối phương như vậy là không được bạn tuổi Sửu nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim phải giải quyết nhiều rắc rối do người khác gây nên. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy không nên hành xử theo cảm xúc nhất thời. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa không nên tìm cách hãm hại người khác để kiếm lợi cho mình. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ đừng có dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc dành thời gian để trò chuyện với nửa kia nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 19, số 93, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần thứ ba ngày 16 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có thực thần ghé thăm, và ngày hôm nay là một ngày thu hoạch lớn lao đối với bạn tuổi Dần, đặc biệt là đối với những ai làm nghề tự do kinh doanh buôn bán. Bạn có thể sẽ được tận hưởng một thành quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra trong suốt bấy lâu nay. Tuy nhiên, trong ngày này, một số người cũng nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn khi đưa ra những quyết định, chớ nên chần chừ, do dự, nhút nhát và cho rằng mình sẽ phải chịu thất bại. Cho dù bạn có vướng phải những khó khăn đi chăng nữa, bạn vẫn còn nhiều người xung quanh giúp đỡ cho bạn nhé. Ngày này, với bạn tuổi Dần lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Điều này cũng cho thấy với bạn có thể sẽ nảy sinh những mâu thuẫn với con cái của mình. Và bạn tuổi Dần, bạn không nên nóng nảy khi con cái có thái độ chống đối hoặc là cãi lời mình, mà cả hai đều cần phải lắng nghe và thông cảm cho nhau nhiều hơn để hạn chế những bất đồng trong quan điểm. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa không nên chần chừ, do dự khi cơ hội ở trước mắt. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ chưa thực sự tự tin, dễ bỏ lỡ thời cơ. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim nên lắng nghe và thấu hiểu cho con cái của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 57, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ ba ngày 16 tháng 8 năm 2022.
Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy nhờ đã gặp được ngày có ngũ hành tam hội giúp sức, điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Mão thực hiện những kế hoạch mà bạn đã đặt ra từ trước một cách trơn tru, thuận lợi. Và vì lý do này mà bản mệnh tuổi Mão trở nên tự tin và quyết đoán hơn, bạn biết rằng mình chẳng hề thua kém bất cứ ai cả. Và may mắn hơn, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Mão đang có được vận quý nhân xuất hiện để giúp cho bạn chỉ ra hướng khắc phục những vấn đề khó khăn trước mắt mà bạn đang gặp phải, đưa ra những định hướng cho tương lai của bạn nữa. Và nếu như bạn đang có điều gì băn khoăn, cần phải chia sẻ ngay để được giúp đỡ chứ không nên chần chừ, giấu giếm ở trong lòng nhé. Ngày này, bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là hãy quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn. Vợ chồng cần thống nhất ý kiến với nhau, chứ không nên ai biết việc của người ấy như vậy. Đôi bên đều cần phải chịu khó, thay đổi để dung hòa với nửa kia của mình. Có như vậy, cuộc sống mới được ấm êm. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy tự tin hơn vào khả năng của mình, tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa có được cơ hội gặp gỡ quý nhân, tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ kế hoạch đề ra phát triển thuận lợi, tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc tìm ra định hướng cho tương lai của mình, tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim vợ chồng không nên cãi cọ, chiến tranh lạnh với nhau. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 27, số 64, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Thìn, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn thứ ba ngày 16 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Điều này làm cho bạn cần phải cảnh giác trước nguy cơ có kẻ xấu hãm hại. Song dù rơi vào tình huống xấu nhất thì với bạn tuổi Thìn cũng tự nhắc nhở bản thân mình chớ có mất đi sự bình tĩnh, hành xử nông nổi. Đặc biệt trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Thìn, bạn đừng có để cho những lời nói trong cơn nóng giận của mình trở thành cái cớ cho những kẻ tiểu nhân lợi dụng để bản thân mình vướng phải những rắc rối lớn hơn, mà bạn cần phải học cách suy nghĩ tích cực, bởi bạn là người được thần Phật che chở, mọi khó khăn rồi sẽ qua, cây ngay thì không sợ chết đứng. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Điều này cho thấy đối với những người đang còn độc thân lại có xu hướng khép mình lại và ngại giao tiếp với mọi người, đặc biệt là với những người khác giới. Với bạn tuổi Thìn, bạn chưa bước ra khỏi cuộc tình cũ cho nên luôn cảm thấy sợ hãi mình sẽ tiếp tục phải chịu tổn thương. Thế là bạn chọn cách làm ngơ với những người thực sự quan tâm tới mình nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa dễ gặp phải trục trặc trong công việc, tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ kẻ tiểu nhân liếm đá giấu tay gây chuyện thị phi, tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc chớ nên nóng nảy nói năng thiếu suy nghĩ, tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim hãy tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ của mình, tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy không muốn mở rộng mối quan hệ với mọi người. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 14, số 58, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Tỵ thứ ba ngày 16 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính ấn che chở, điều này sẽ giúp cho bạn có được một ngày làm việc trôi chảy thuận lợi. Với bạn tuổi Tỵ, bạn tìm được cơ hội để thể hiện khả năng, năng lực, bản lĩnh của bản thân mình, đặc biệt là trong những công việc khó, mở đường cho sự nghiệp tương lai phát triển về sau này. Vì vậy, với bạn tuổi Tỵ, bạn cần phải tiếp tục cố gắng phát huy hơn nữa những khả năng của mình. Sự cố gắng của bạn sẽ không hề uổng phí. Trong ngày thứ ba này, với bạn tuổi Tỵ, bạn nhận được sự yêu mến và kính trọng của mọi người bởi đức tính khoan dung, độ lượng và không ham danh lợi.
Và nếu như bạn đang đứng ở cương vị lãnh đạo, chắc chắn bạn sẽ được nhân viên tin tưởng và tôn trọng. Tương lai của bạn sẽ dẫn dắt mọi người đi tới thành công. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Điều này sẽ giúp cho mối quan hệ tình cảm của bạn có được sự hòa hợp với nửa kia của mình. Đôi bên luôn thấu hiểu và bao dung cho nhau. Và khi gặp phải những bế tắc, khó khăn, với bạn tuổi Tỵ có thể sẽ chia sẻ với người ấy để được nhẹ lòng hơn, cũng như là cùng người ấy chung sức để vượt qua mọi khó khăn, sóng gió của cuộc đời nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa nhận được sự kính trọng, tin tưởng của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ hãy chứng minh năng lực của bản thân mình bằng những hành động thực tế. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, cơ hội xuất hiện hãy nhanh chóng để nắm bắt. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim hãy tìm cách biến những thách thức thành cơ hội. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, mối quan hệ vợ chồng có được sự hòa hợp và thấu hiểu lẫn nhau. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 78, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ngọ thứ ba ngày 16 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Sửu Ngọ tương hại. Và với bạn tuổi Ngọ, bạn vốn là người tài giỏi, nhanh trí nhưng lại không thể giữ được sự điềm tĩnh của mình trong ngày hôm nay. Thậm chí sự nóng nảy của bạn khiến cho bạn sẵn sàng tranh cãi hoặc là gây gổ với người khác để bảo vệ ý kiến, quan điểm của bản thân mình. Và đây cũng là lý do khiến cho bạn tuổi Ngọ dễ dàng mất đi sự kiên nhẫn nếu như phải giải quyết những công việc có tính chất khó khăn, cần sự tỉ mỉ cao. Với bạn tuổi Ngọ, bạn cần phải chấn chỉnh lại tinh thần, thái độ của mình, không thể làm việc theo cảm hứng rồi lại bỏ dở công việc giữa chừng như vậy, khiến cho người khác phải khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Bạn luôn dành sự quan tâm và tôn trọng tới những thành viên lớn tuổi trong gia đình của mình, cho nên cũng được mọi người yêu mến và giúp đỡ. Trong ngày hôm nay, những người họ hàng lớn tuổi có thể chính là quý nhân giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý. Vì vậy, bạn tuổi Ngọ hãy tự tin để nắm bắt lấy cơ hội cho mình nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim dễ mất đi sự bình tĩnh, gây gổ với người khác. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy làm việc trong bầu không khí căng thẳng, mệt mỏi. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa mất bình tĩnh khi giải quyết những công việc khó khăn. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ dễ bỏ dở công việc giữa chừng. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc tôn trọng người khác lớn tuổi hơn mình trong gia đình. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ ba này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 38, số 95, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi thứ ba ngày 16 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn cần phải chú ý trong ngày đang phạm phải cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Với bạn tuổi Mùi, bạn trở nên quá mức tự tin, vì như vậy sẽ dễ rơi vào trạng thái chủ quan, vướng vào những rắc rối lúc nào chẳng hay. Với bạn tuổi Mùi trong ngày này, bạn nên lắng nghe những lời khuyên, lời góp ý của người khác giúp cho bạn tránh khỏi nhiều rắc rối, đồng thời tiếp thu được nhiều kiến thức hữu ích cho mình. Trong giao tiếp, với bạn tuổi Mùi cũng cần phải đặc biệt chú ý tới cách ăn nói của mình, tránh làm mất lòng người đối diện, nhất là những ai đang có thiện chí với mình. Kể cả là người có quyền cao chức trọng, cũng không nên nạt nộ cấp dưới khiến cho đối phương bị tổn thương lòng tự trọng nhé. Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là trở nên cố chấp với những suy nghĩ của chính mình, bởi chưa chắc hướng suy nghĩ hiện tại của bạn đã là chính xác, và đôi khi bạn cần phải thay đổi góc độ quan sát vấn đề để tìm ra hướng giải quyết
thì công việc mới được đơn giản, nhanh hơn, giúp cho bạn đạt được hiệu quả cao hơn nữa. Về câu quýt cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim quá mức tự tin, cho rằng mình có thể làm được mọi việc. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy không muốn lắng nghe ý kiến của người khác. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa chú ý trong cách ăn nói, tránh làm mất lòng người khác. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ không nên cố chấp với quan điểm của riêng mình. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc có cái nhìn linh hoạt hơn khi giải quyết công việc. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 16, số 54, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Hợi, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ ba ngày 16 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng, điều này sẽ giúp cho bạn trải qua một ngày rất vượng vận về đào hoa. Ngày này với bạn tuổi Thân, bạn sẽ gây được ấn tượng với những người khác giới nhờ cách nói chuyện có duyên của mình. Còn đối với những ai đang còn độc thân, có thể nhân cơ hội này để tìm ra được người đồng điệu với bản thân mình nữa nhé. Tuy nhiên, trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Thân, đối với những người đã lập gia đình rồi thì nên chủ động giữ khoảng cách với những người khác giới. Bạn đừng có để cho những cảm xúc ham vui nhất thời khiến cho những người trong gia đình phải chịu tổn thương, còn chính bản thân bạn lại mang tai tiếng nữa. Còn về phương diện sự nghiệp của bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này, lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Điều này cảnh báo cho bạn nên kiềm chế cái tính hiếu thắng của mình lại, nếu không muốn những hành động này gây ảnh hưởng tới tương lai, sự nghiệp của mình về sau này. Bạn hãy nhún nhường hơn trong giao tiếp, chứ đừng có lúc nào cũng muốn mình là người chiến thắng như vậy nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, nhân duyên nở rộ, nhiều người yêu mến. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, dễ gây được ấn tượng tốt đẹp với mọi người. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, quan tâm tới các thành viên trong gia đình. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, công việc gặp nhiều rắc rối nên kiềm chế bản tính hiếu thắng của mình lại. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, hãy nhún nhường hơn trong cách cư xử với mọi người nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 61, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng kim, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Dậu thứ ba ngày 16 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang có được báo hiệu trải qua một ngày dễ dàng khẳng định được khả năng và nhận được sự thán phục của mọi người xung quanh nhờ vốn kiến thức hiểu biết phong phú của mình. Thêm vào đó, trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu, sự giúp đỡ của ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu trợ mệnh, điều này cũng sẽ giúp cho bạn hoàn toàn có thể khẳng định được vị thế của mình, giữ được chức vị vụ cao trong tập thể nữa. Có điều, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Dậu, bạn cũng không nên quá hiếu thắng trong mọi vấn đề, và trước khi giải quyết việc gì thì với bạn tuổi Dậu, bạn cũng nên suy tính trước sau cho kỹ càng, chu toàn, đánh giá đúng với năng lực của bản thân cũng như là tình hình thực tế trước mắt. Có như vậy mới không đưa ra những quyết định vội vàng, thiếu đi sự chính xác. Ngày thứ ba này, bạn tuổi Dậu lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này sẽ làm cho cái chuyện tình cảm của bạn đang có được những tiến triển tốt đẹp và ổn định. Với bạn tuổi Dậu, cái chuyện tình cảm của bạn và người ấy càng trở nên thấu hiểu nhau hơn. Và nếu như bạn còn chưa kết hôn, hai người đã có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này nữa rồi. Chắc chắn với bạn sẽ nhận được sự ủng hộ của nhiều người, người thân trong gia đình của mình nữa. Về câu quýt cho bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy nhận được sự khâm phục, tin tưởng của mọi người. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa có tầm nhìn xa trông rộng, dẫn dắt mọi người đi đến thành công. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ
không nên mù quáng vội vàng đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, mối quan hệ giữa vợ chồng được tốt đẹp. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 15, số 76, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Tuất thứ ba ngày 16 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Điều này sẽ đẩy bạn tuổi Tuất vướng phải nhiều rắc rối, nhiều vấn đề gặp phải trong sự nghiệp. Và nếu như bạn tuổi Tuất bạn là người mắc phải khuyết điểm thì bạn cần phải dũng cảm để đứng ra nhận trách nhiệm về mình và tìm cách khắc phục, chứ không nên sợ hãi, trốn tránh, tìm cách đổ lỗi cho người khác nhé. Trên phương diện tài lộc của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, những người làm kinh doanh, buôn bán nên tránh ký kết những hợp đồng quan trọng vào ngày hôm nay để tránh bị thất thoát. Cho dù bạn có sốt sáng làm giàu đến đâu đi chăng nữa thì cũng cần phải bình tĩnh, chờ đợi thời cơ khác thích hợp hơn với mình. Và ngày thứ ba này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Điều này làm cho bạn mệnh cần phải chú ý nhiều hơn tới vấn đề sức khỏe của bản thân, tránh tham công tiếc việc, làm việc quá sức. Và chỉ khi có sức khỏe thì làm việc mới đạt được hiệu quả cao. Vì thế, bạn cần phải nghỉ ngơi điều độ để không mắc phải các chứng bệnh như là xương khớp, dạ dày, bệnh về tinh thần nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, công việc vướng phải nhiều rắc rối. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, không nên đổ trách nhiệm cho người khác. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, tránh ký kết những hợp đồng quan trọng. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, chờ đợi thời cơ khác thích hợp hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, chú ý hơn tới tình hình sức khỏe của bản thân. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 21, số 63, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Thân. Tử vi tuổi Hợi thứ ba ngày 16 tháng 8 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Điều này báo hiệu cho bạn sẽ có được một ngày tốt lành trong phương diện sự nghiệp. Với bạn tuổi Hợi, bạn là người đáng tin cậy, nhận được sự tin tưởng của bạn bè, đồng nghiệp và cấp trên, đồng thời sẽ nắm bắt được cơ hội để khẳng định giá trị của bản thân mình nữa. Trong ngày thứ ba này với bạn tuổi Hợi, nhờ sự chăm chỉ, nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao mà bạn sẽ gặt hái được những thành tích rất đáng ngưỡng mộ. Vì vậy, với bạn tuổi Hợi, bạn cần phải tiếp tục phát huy hơn nữa điểm mạnh của bản thân mình, chắc chắn với bạn sẽ vươn tới những vị trí cao hơn nữa trong tương lai nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Hợi, bạn lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Điều này sẽ làm cho cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia lại không được yên bình cho lắm. Với bạn tuổi Hợi, bạn đừng có vội tin theo những lời đồn thổi mà cần phải lắng nghe đối phương giải thích trước khi đưa ra bất kỳ lời phán xét nào. Có thể tất cả những gì bạn nghĩ là đúng lại chỉ là hiểu lầm mà thôi. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, nhận được sự tin tưởng của cấp trên, đồng nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, nắm bắt được cơ hội để khẳng định giá trị của bản thân mình. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, hãy suy nghĩ tích cực và tiếp tục cố gắng hơn nữa. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, hãy thử lắng nghe quan điểm của người khác. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, hãy trò chuyện thẳng thắn với nửa kia. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 34, số 76, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.